cậu đi cùng tôi đến họp với hội đồng quản trị để thuyết trình về lễ kỷ niệm 20 năm tạp chí Hợp Mô. Sao lại là tôi? Cô gái. Dạ. Lúc này ăn bạn fashion đó. Chị, hôm nay chị mặc đồ đẹp đấy. Ai chọn đồ cho chị đấy? Chị tự chọn đồ đó. Cô tính chơi trội đấy à? Thêm yêu của tôi ngày xưa đâu rồi? Lên xe đi. Hôm nay tôi sẽ đưa cô về nhà. Ok. Nam Phong tới chưa? Sếp chưa tới à? Gọi lại ngay cho anh ta. Mau lên. Đâu rồi? Tôi không nghĩ cậu là một loại người sống vô trách nhiệm như vậy. Đây đâu phải là con người thật của cậu, đúng không? Right. Có yêu thương nào cho tôi? Hỡi em thôi.